sing that shit. Hello anh em, đã quay trở lại với Real Tech. Thì như anh em thấy ở trên tiêu đề rồi đây, chúng ta sẽ cùng quay trở lại với cả Reaction PC Build. Nhưng mà hôm nay nó là Reaction PC Build, nhưng mà chúng ta sẽ không có sự xuất hiện của PC, chúng ta cũng không có sự xuất hiện của người nổi tiếng. Ôi, nghe lạ vãi. Nhưng mà cái này thì mình có thể nói với cả anh em ấy, đấy chính là một video rất là tự hào Việt Nam anh em ạ. Video ngày hôm nay ấy, chúng ta như anh em nhìn thấy ở trên màn hình này, chúng ta sẽ cùng đến với cả một video về một em PS5 đã được độ water cooling cực kỳ đỉnh. PS5 bình thường anh em mua về thì anh em chỉ có là cắm lên TV dùng, rồi là gần như anh em không mod gì ngoài việc là anh em dán skin cho con PS5 đúng không? Nhưng mà ở đây chúng ta sẽ đi tản nhiệt nước cho con PS5, mà tại hệ thống tản nhiệt nước này á, nó còn không có ống luôn anh em ạ. Và đây sẽ là một project, một dự án do anh Nhện Hổ Phách làm. Đấy, Modding Cafe, kênh Modding Cafe. Anh em nào quan tâm nhiều đến tản nhiệt nước thì anh em có thể subscribe kênh này. Nhưng mà thực sự là đây là một video có thể nói là mặc dù nó không liên quan đến PC, nhưng mà được rất nhiều bạn yêu cầu mình để làm reaction video này, bởi vì nó quá tự hào Việt Nam anh em ạ. Không phải ai cũng có thể làm được một bộ PS5 mà đi tản nhiệt nước như thế này đâu. Rất đỉnh đấy anh em. Ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng xem nhá. Này, tắt cái này cái. Modding Cafe. Wow, intro đẹp vãi. Video cũng đẹp cơ. Video quay 4K đấy anh em. PS5. Thôi. Bây giờ là chính hãng là 15 triệu đúng không? Thường thì họ sẽ bán vào khoảng tầm 18 triệu gì đấy. Ôi, chú Tun đẹp vãi. Rồi, con PS5. Rã xác ra. Thế giờ mà đi tải nhà nước là bộ vỏ này coi như là không dùng luôn anh em ạ. Ui, bộ tun đẹp vãi. Ui, còn bộ tun khác xịn hơn ạ. Đấy, ui. Anh em nhìn này. Ui. Kể mà ai tặng cho mình bộ tun này để quay video ta. Đẹp vãi, nhìn đỉnh thực sự luôn. Kiểu modder nổi tiếng có khác. Bộ tun nó cũng đẳng cấp anh em ạ. Hộp gỗ, nền đỏ, tun xịn. Ui. Mình còn chưa có tiền mua PS5 thì các anh đã bóc siêu. Mà anh em cẩn thận nhá, PS5 mà bóc cái đấy ra là mất bảo hành đấy nhá. Thế nên là ăn chơi là phải chấp nhận đấy nhá. Wow. Cạch cạch uể. Nghe phê vậy. Quạt zin của con PS5 khá là to. Mà hình như là cái quạt này mình theo nhiều phản hồi á, thì mình thấy bảo là cái quạt này nó cũng hơi ổn. Nhưng mà thôi, dù sao con PS5 nó cũng rất là mạnh mà. Mình nhìn lại cái bo của con PS5 một tí. Như anh em có thể thấy nhá, là bởi vì PS5 thế hệ PS4 và PS4 Pro đời trước á, thì thực sự là phần cứng của nó cũng ở mức là bình thường thôi, chứ không phải là quá mạnh. Nhưng mà ở thế hệ PS5 á, phần cứng của nó rất mạnh. Thực sự phần cứng con PS5 quá mạnh. Thành ra là ngoài cái phần hệ thống tản nhiệt bằng quạt ở bên dưới này, đấy, nó có một cái hệ thống tản nhiệt bằng quạt ở bên dưới này, thì ở bên trên này nó vẫn còn thêm một phần tản nhiệt thụ động ở bên trên này nữa. Đấy, tản nhiệt rất là nhiều luôn á. Ôi, và riêng cái bo của nó đã có mấy cái tấm kim loại để tản nhiệt thụ động thêm rồi. Có nghĩa là con PS5 sẽ là rất nóng. Cái hộp vừa cầm ra đấy là bộ nguồn của con PS5. Nhiều ốc vãi. Đấy, cái này là cái tấm tản nhiệt thụ động này. Đây, anh em có thể bách lại một tí. Ok, đây. Từ. Nhiều ốc, too much. Đây, cái tấm này sẽ là tấm tản nhiệt thụ động của con PS5. Dù sao thì nó cũng nóng. Ôi, thì cái bộ mạch bé vãi. Rồi, vỏ coi như vất toàn bộ rồi. Ôi, tản nhiệt. Thì chưa bao giờ mình nhìn một con console nào mà tản nhiệt nó to thế. Đây là phần nhân AMD của con PS5. Đấy. Tản nhiệt kim loại lỏng luôn này. Tản nhiệt kim loại lỏng, xịn phết. Cái miếng này là miếng dành riêng để vệ sinh cho kim loại lỏng. Kim loại lỏng, anh em nhớ nhá, kim loại lỏng khi mà nó đã dây ra bàn á, thực sự là nó rất khó vệ sinh. Đây, tôi thách ông lau ra đấy. Kim loại lỏng, thế nên khi mà anh em vệ sinh kim loại lỏng á, thì anh em phải cẩn thận, nó rất khó vệ sinh ấy. Ok, bóc một cái thermopad ra. Uầy, thermopad của Sony có vẻ không xịn lắm, nó ăn hơi chặt. Bo mạch nhìn đơn giản nhỉ.
nhìn 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 nó kiểu xanh xanh vàng vàng, nhìn nó kiểu đều vãi. Đây sẽ là quá trình thiết kế ở trên SolidWorks, thiết kế từ cái block cho đến phần mica, đến tất cả những thứ xung quanh đấy. Phải phải có được cái file SolidWorks và sau đó ném vào cái máy cắt CNC thì lúc đó mới cắt ra được những cái như thế này. Đấy, có nghĩa là với bộ, nếu mà anh em muốn độ tản nhiệt nước cho con PS5 á, không chỉ là công đoạn cắt ra những cái linh kiện như thế này để ốp vào, mà cái công đoạn thiết kế cũng là một cái công đoạn nó rất là mất công. Đấy, block rồi tản nhiệt tự động. Ôi, chơi pet thôi, có nghĩa là chơi mỗi tấm nước thôi chứ không dùng ống. Đấy, dùng ống nhìn nó hơi kỳ. Chơi nguyên tấm như này nhìn nó mới xịn. Đấy, đây sẽ là phần tản nhiệt cho con đây. Tản nhiệt cho con nhân AMD ở giữa. Uầy, cái tool nó cũng xịn cơ. Cái tool này á, vặn nó có khớp, thành ra là nó sẽ không bị quá chặt hay là nó sẽ bị quá lỏng. Uầy, xịn vậy. Đấy. Uầy. Kể ra cái công cắt CNC thì không mấy, nhưng mà cái công thiết kế ra được cái khung CNC này quá đỉnh. Bởi vì việc thiết kế nó vẫn đã phải chính xác rồi thì cái máy CNC nó cũng phải chính xác nữa thì nó mới ra được một cái phiên bản nó chuẩn như thế này. Bơm mini của AlphaCool. Đây sẽ là bơm nước. Có tấm tản nhiệt thụ động này. Wow. Nhìn thích vậy. Đây sẽ là những vị trí sẽ được sử dụng tản nhiệt nước. Đây là con CPU. Đây là phần cấp điện. Đấy, đây là một số phần cấp điện nữa. Đây là con chipset. Rồi là phần, đây hình như là phần ổ cứng ấy. Ổ cứng được có sẵn ở bên trong con PS5. Có sai thôi nha anh em. Thermal pad. Đấy, thermal pad này nhìn nó mới xịn này. Lý do vì sao lúc nãy thì sử dụng tản nhiệt kim loại lỏng, còn bây giờ thì không sử dụng tản nhiệt kim loại lỏng, bởi vì cái tản nhiệt của Sony á là nó được thiết kế gốc để sử dụng với cả tản nhiệt kim loại lỏng, thành ra là nó sẽ có cái khung chống tràn cho cái phần kim loại lỏng. Còn đây á thì anh nhện thì anh ấy đang là độ lại và sử dụng chung với cả tản nhiệt nước, nó không được dành riêng để dành cho kim loại lỏng, thành ra là sẽ không có cái khung để chống tràn và bây giờ sẽ phải sử dụng kem tản nhiệt bình thường thôi. Đó. Với cả con PS5 này là dùng PCI Express 4.0 đây anh em, xịn mà. Lắp thêm được cả SSD ngoài. Đấy. Nguyên cái khung tản nhiệt nó chỉ có như thế thôi. Mà nhìn thích vãi. Không cần ống nước luôn nhá. Bình thường chúng ta đi tản nước là đi với cái ống nước đúng không? Đây không. Chơi nguyên một cái khung che luôn cái bên của con PS5. Đấy, nhưng mà nó vẫn có độ trong một tí, nhìn xuống nó rất là kiểu điện điện tử ấy. À, nhìn ok. Ôi ngon vãi. À, rất đồng. Rát đồng rất xịn nha. Và cái rát này nó được thiết kế để đi với cả tấm plate. Quạt là quạt mỏng của Noctua. Đấy, sử dụng tấm nước 100%, không dùng ống. Đấy, đi tản nước như thế này á thì phải nói là cái ông mà thiết kế ra cái file SolidWorks cực đỉnh luôn. Bởi vì thiết kế quá chính xác anh em ạ. Nhạc cũng hay cơ. Đấy, à, nhìn xịn lại. Không dùng ống, nhìn nó kiểu gọn gàng. Cái backplate này á, cái backplate này thì nó sẽ tận dụng luôn cái gió của hai cái quạt này thổi qua rát thì nó sẽ thổi luôn vào cái tấm tản nhiệt thụ động. Đấy, tận dụng luồng gió để làm mát luôn. Mấy cái này là cũng phải thiết kế ra rồi cắt CNC hết đây anh thề. Không biết bao giờ mình mới có thể làm được một bộ như thế này, chắc là không bao giờ luôn á. Đây nguồn, đây là nguồn của con PS5.
khả năng là anh Nhện sẽ tách cái nguồn này ra, nếu nếu mà để cái nguồn này vào trong con PS5 đấy. Chính xác luôn, tách nguồn ra thành nguồn adapter. Còn nếu mà để cái nguồn này vào trong con PS5 ấy, thì nó sẽ rất xấu và rất khó là đi tản nhiệt nước. Đấy, tách nguồn ra, đi lại dây. Wow. Mod như thế mới gọi là mod anh em ạ. Đỉnh vãi. Đấy, nguồn sẽ cắm vào đây. Phần RGB. RGB này sẽ được điều khiển bằng con Color Master. Nó là ARGB luôn. Edit cũng đây, quay đẹp. Ôi, cái tấm này nhìn xịn vãi. Đấy, ô vuông, tam giác, tròn, X, LED ARGB. Lát nữa chắc là sẽ có một cái tấm để che cái phần LED này, bởi vì nếu mà lộ mấy cái đèn này ở dưới này ra nhìn nó sẽ khá là xấu. Test xem có lên không. Ôi, có lên. Nhìn đỉnh không anh em? Ui, quá đỉnh anh em ạ. Đấy, phải có một cái tấm bên ngoài che. Ui, nhưng mà cái tấm này cũng đẹp cơ. Ui. Ui. Con PS5 bình thường á, anh em sẽ thấy là nó kiểu rất là đơn giản, nó kiểu tròn tròn, để đâu cũng được. Nhưng mà con PS5 này á, nhìn nó hầm hố đúng không? À, cái tay, cái giá để tay cũng được làm CNC, làm cắt CNC luôn. 5 châm. Dùng 5 châm để gắn cái giá để tay cầm lên bên trên khung. Đấy, đúng rồi. Xịn vậy. Đấy, anh em. Ồ, cái này đằng sau này là dán skin này. Nhưng mà anh em nhìn đúng không? Con PS5 bình thường nhìn nó rất là đơn giản. Nhưng mà chuyển qua cái bản sau khi đã mod một cái. Uầy. Kiểu. Uầy, xịn vậy. Đấy, nó phải như này chứ anh em. Đẳng cấp quốc tế đấy. Không phải ai cũng làm được một bộ PS5 như thế này đâu. Quá xịn. Từ ý tưởng cho đến khâu thiết kế, cho đến khâu hoàn thiện. Wow. Đẹp. Nhìn nó kiểu bỏ một cục tiền ra để độ nó rất đáng anh em ạ. À, đây sẽ là phần test thử nhiệt độ các thứ. À, và anh Nhện sẽ sử dụng luôn là hai cái dây cảm biến nhiệt. Máy đo nhiệt. Nhiệt độ phòng 25 độ, sai số cảm biến là 0,5 độ. Ừ. Để sẵn cái lỗ để đo được nhiệt độ thụ động luôn. À, có thể nhiều bạn sẽ thắc mắc đấy chứ là bơm kem tản nhiệt vào đây để làm gì á. Thì bơm kem tản nhiệt vào đây á, để lấp đầy cái khoảng trống và việc cảm biến nhiệt hoạt động nó sẽ được chính xác hơn. Đo rất thực tế luôn. À, đầu Quick Disconnect, đầu tháo nhanh của Bit Power. Cái bộ này hay một cái, anh em chỉ cần cắm vào cái bạc xong, không cần phải làm gì nhiều luôn. Đấy, Quick Disconnect. Rồi, kể mà có bộ này để dùng mà test thì cũng sướng nè. Cấp nguồn. Nhiệt độ nước là 25 độ. Nhiệt độ backstage. Ok. Sau 4 phút 10 giây thì nhiệt độ nước sẽ ngừng tăng đến mức bão hòa của nhiệt độ nước. Gọi là mức cân bằng giữa quạt, tốc độ giải nhiệt của quạt và nước. Nhiệt độ cảm biến thứ hai.
cảm biến này nó sẽ được bắt vào cái tấm tản nhiệt thụ động. Đây là không có gió, đây sẽ là không nhiệt độ không có gió. Lát nữa thì sẽ lắp quạt cái thứ vào thì có gió thì nó sẽ khác hơn đấy. Thêm quạt để tản nhiệt cho phần tản nhiệt thụ động, nhiệt độ nó sẽ giảm khá là nhanh xuống còn độ 4 mấy độ này, 44, 45 tầm đấy. Sau khi hoàn thành, sau khi hoàn chỉnh hệ thống thì chắc chắn là cái backplate nhiệt độ nó sẽ cao, bởi vì nó sẽ ăn gió ở cái rad đấy. Nhiệt độ nó đã cao hơn cái lúc để bên ngoài rồi, bởi vì lúc nãy là nó lấy gió riêng, đường gió của rad riêng, đường gió của cái tản nhiệt thụ động riêng, còn bây giờ thì nó phải ăn chung gió với cả con rad. Sẽ lật quạt lại xem gió nó sẽ như nào, nó có nóng hơn không. Chắc chắn nó sẽ là nóng hơn thôi, bởi vì hút không thể nào mà khỏe như là thổi được, chắc chắn. Đảo quạt lại sẽ mạnh hơn. Đấy, nhiệt độ của cái tấm đấy nó chỉ rơi vào khoảng 5 mấy độ, 51, 52. Đang lên 53 độ, có vẻ ổn định rồi, 53 độ. Không nóng lắm. Nhiệt độ nước là 42 độ. Dùng flick để đo. Anh em nhìn ở trên này nó còn không nóng bằng cái màn hình ở bên trên. Cái màn hình ở bên trên nó nóng hơn. Rồi, xịn anh em ạ. Đẳng cấp đấy. Đấy, nhìn nó khác bọt không? Mod nó phải như vậy anh em ạ. Ui. Cái này nó là đẳng cấp quốc tế đấy anh em. Anh em có thích một con PS5 như thế này không? Thực sự đối với mình nhá, nhìn vào một con PS5 như thế này, một con PS5 được độ tản nhiệt nước, được thay lại toàn bộ phần khung vỏ cái thứ như này ạ. Đã, ôi, đã vãi đái luôn. Nhưng mà tiền mua PS5 mà không có thì lấy tiền đâu ra mà làm nguyên khung tản nước như thế này, đúng không? Mình chắc chắn với anh em một điều là để làm một hệ thống tản nhiệt nước như thế này để cho dành cho một con PS5 thì nó sẽ cực kỳ tốn kém. Nhưng mà thôi, một khi anh em đã có tiền rồi thì ăn chơi không sợ mưa rơi, đúng không? Mình chỉ biết nói đúng một từ thôi, đỉnh, đỉnh vãi luôn. Không biết ý kiến của anh em như thế nào ha. Anh em thấy bộ PC này ở đâu? Nhầm, liệu anh em ạ, anh em thấy bộ PS5 sau khi được đi tản nhiệt nước như thế này như nào? Anh em comment phía dưới nhá, mình thì vừa đỉnh vừa tự hào anh em ạ. Ok, còn bây giờ sẽ là xin chào và hẹn gặp lại anh em nhá.